3 bước đến tương lai. Và ngày hôm nay thì Henry cũng hy vọng sẽ có rất nhiều những comment để có thể hỏi Henry những câu hỏi thắc mắc. Vậy thì hãy cho Henry câu hỏi số 1 đi nào. Anh Henry ơi, có một câu hỏi từ chị Phương Thủy 25. Các công ty khác trên thị trường đều có tới 5 đến 6 quỹ liên kết đơn vị để lựa chọn, trong khi AA là chỉ có 3 quỹ thôi. Vậy thì tham gia sản phẩm của AA có bất lợi cho chị Thủy không ạ? Có bất lợi không ạ? Và AA chỉ có 3 quỹ thôi sao? Ok, Henry sẽ cùng với tất cả các chị mình giải đáp câu hỏi này nhé. Chúng tôi có 3 quỹ liên kết đơn vị bao quát được 3 mức độ đầu tư rủi ro rõ ràng, tương ứng với từng khẩu vị rủi ro của khách hàng. Nếu khách hàng chọn rủi ro tương đối thấp, chúng tôi có quỹ thận trọng. Nếu khách hàng chọn rủi ro trung bình, chúng tôi có quỹ cân bằng. Và nếu như khách hàng chọn rủi ro cao, chúng tôi có quỹ tăng trưởng dành cho tất cả các anh chị và các bạn. Và tỷ trọng tài sản cổ phiếu giữa các quỹ sẽ không trùng lặp. Nếu như chúng ta chọn quỹ thận trọng, thì tỷ trọng cổ phiếu sẽ là từ 0-30%. Nếu như chúng ta chọn quỹ cân bằng, thì tỷ trọng cổ phiếu sẽ từ 35-65%. Và nếu như chọn quỹ tăng trưởng thì sao ạ? Tỷ trọng cổ phiếu lúc này sẽ là 80-100%. Và tập trung vào 3 quỹ này sẽ giúp khách hàng chúng ta dễ dàng trong việc lựa chọn và kiểm soát kết quả đầu tư của mình. AA lựa chọn hợp tác với 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam và tương ứng với từng thế mạnh các công ty. Và cụ thể là đối với công ty quản lý quỹ SSI, họ có thế mạnh về cổ phiếu. Chính vì vậy mà họ sẽ quản lý quỹ cân bằng và quỹ tăng trưởng với tỷ trọng tài sản lên đến là 100% cổ phiếu luôn. Vậy thì đối với VCBF thì sao ạ? VCBF họ có thế mạnh về trái phiếu. Chính vì vậy mà họ sẽ quản lý quỹ thận trọng với tỷ trọng tài sản lên đến là 65% trái phiếu và còn được giám sát bởi ngân hàng Citibank. Do vậy mà chiến lược và kết quả đầu tư sẽ rất minh bạch và rõ ràng cho khách hàng. Các anh chị có thể yên tâm vì điều này nhé. Và câu hỏi vừa rồi rất là tuyệt vời của một bạn đã comment. Không biết là còn những câu hỏi nào đó có thể sẽ tăng thêm độ khó cho Henry nữa không ạ? Xin mời câu hỏi tiếp theo đi nào. Câu hỏi tiếp theo anh Henry ơi, phí ban đầu của AA cao hơn các công ty bạn tham gia sản phẩm của AA có lợi hay không bạn Henry ơi? Câu hỏi tiếp theo là về phí ban đầu. Vậy phí ban đầu là như thế nào? Và Henry sẽ trả lời câu hỏi là như thế nào đây? Xin mời mọi người hãy cùng nghe nhé. Và các anh chị và các bạn có biết lý do vì sao không? Bởi vì mỗi công ty sẽ có những cách thiết kế sản phẩm rất khác nhau. Và nếu như nhìn vào thì có thể mọi người sẽ thấy những năm đầu, phí ban đầu của AA có thể cao hơn công ty bạn. Tuy nhiên, sản phẩm của AA chỉ tính phí ban đầu trong 3 năm đầu tiên, năm thứ 4 trở đi sẽ hoàn toàn miễn phí. Trong khi đó, có thể là trong 3 năm đầu tiên, phí ban đầu của các công ty bạn có thể sẽ ít hơn AA, nhưng những năm tiếp theo, họ sẽ vẫn tính phí. Và sản phẩm của AA chỉ tính phí đóng thêm 1% số tiền đóng tiền mà thôi. Hiện tại, con số này đang là thấp nhất thị trường. Trong khi đó, một số công ty bạn tính con số này gấp 2 và thậm chí là gấp 5 lần. Sản phẩm của AA miễn phí rút tiền, miễn phí chuyển đổi quỹ, miễn phí cả hủy bỏ hợp đồng. Trong khi đó, các công ty bạn thì rất tiếc là sẽ có tính phí này. Và có nhiều công ty trong khi đó thì 4-5 năm đầu tiên của hợp đồng, nếu như mà khách hàng hủy bỏ hợp đồng thì chi phí có thể lên đến là 100% chi phí cơ bản quy định. Sản phẩm của AA cho phép khách hàng rút tiền với 100% giá trị tài khoản đóng thêm và tối đa là 80% cho giá trị tài khoản cơ bản mà không phải mất phí rút tiền tất cả các anh chị đó. Trong khi đó, một số công ty bạn sẽ tính phí rút tiền đâu đó có thể lên đến là 20% số tiền rút trong những năm đầu tiên của hợp đồng. Tên. Vậy là chúng ta vừa trải qua 2 câu hỏi thật sự rất là căng não với Henry đây. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, Henry cũng đang rất sẵn sàng để chờ đón. Câu hỏi thứ 3 đi nào. Câu hỏi thứ 3 thuộc về chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Quyền lợi đóng thưởng, duy trì đóng phí sản phẩm này có 2 lần xét thưởng. Nếu khách hàng không duy trì phí bảo hiểm cơ bản đầy đủ hoặc là không đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng duy trì đóng phí trong 10 năm hợp đồng đầu tiên, vậy giai đoạn 10 năm tiếp theo thì khách hàng tuân thủ đúng quy định thì có được nhận thưởng lần thứ 2 không bạn Henry ơi? Wow, một câu hỏi về thưởng. Ôi, mỗi lần nghe đến thưởng thôi là Henry rất là thích rồi. Và câu trả lời của Henry đó là có. Công ty sẽ thưởng theo từng giai đoạn. Giai đoạn nào chúng ta thỏa điều kiện thì chúng ta sẽ nhận thưởng của giai đoạn đó. Chính vì vậy mà tất cả các anh chị và các bạn chúng ta hãy yên tâm đi nào. Vừa nghe đến thưởng đã thích rồi thì không biết còn câu hỏi nào thú vị và hấp dẫn hơn nữa hay không. Xin mời câu hỏi tiếp theo cho Henry đi ạ. Anh Henry ơi, khi tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị phiên bản 2021, khách hàng được có được đầu tư thêm hay không? Nếu có thì sẽ được đầu tư thêm tối thiểu và tối đa là bao nhiêu bạn ơi?
Lại đầu tư thêm lại là một trong những câu hỏi rất là thú vị đây. Và Henry xin được phép trả lời như sau. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị IOV3 bước đến tương lai của AI, khách hàng có thể đầu tư thêm. Cụ thể là khách hàng có thể đầu tư thêm bằng cách là sẽ đóng phí đóng thêm sau khi mà phí cơ bản đầu tiên của kỳ đóng phí hiện tại đã được đóng đầy đủ. Phí đóng thêm sẽ được ghi nhận và phân bổ sau thời gian cân nhắc của hợp đồng. Và có một lưu ý tất cả các anh chị và các bạn là phí đóng thêm của mỗi năm hợp đồng sẽ không được vượt quá 10 lần số phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm trong năm hợp đồng đầu tiên, hoặc là mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành. Yeah, vậy là Henry đã trải qua được 3 câu hỏi của tất cả các anh chị và các bạn rồi. Không biết là còn thử thách nào dành cho Henry nữa không? Henry có một thử thách rất vô cùng hấp dẫn. Henry có dám chấp nhận chơi một cái mini game nhỏ là trả lời 3 câu hỏi trong vòng 5 giây không nhỉ? What? Thử thách hả? Thử thách? Ok, Henry sẽ chơi cùng với Trang luôn. Vậy thì hãy cho Henry thử thách đi nào. Ok, bắt đầu nhé. Henry có 5 giây để trả lời 3 câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, giả sử khách hàng muốn chuyển đổi 5 triệu đồng từ quỹ thận trọng sang quỹ cân bằng, chi phí chuyển đổi quỹ là bao nhiêu? AI sẽ không áp dụng chi phí chuyển đổi quỹ. Yeah! Câu số 2, xin cho biết chi phí hủy bỏ hợp đồng. AI sẽ không áp dụng. Câu số 3, chi phí rút một phần giá trị quỹ hợp đồng là bao nhiêu? AI cũng sẽ không áp dụng. Đúng không ạ? Vừa bon 5 giây Henry ơi. Yeah! Vậy là Henry đã vượt qua thử thách của chương trình rồi. Vậy thì còn thử thách nào nữa hay không? Hay là còn câu hỏi, hay là còn những comment của tất cả các anh chị dành cho Henry nữa không ạ? Có một câu hỏi hỏi Henry rằng khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị phiên bản 2021 được phép rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng từ lúc nào? Xin nêu rõ các quy định trên liên quan đến việc rút tiền. Là một câu hỏi về rút tiền. Nghe đến tiền là Henry cũng cảm thấy rất là enjoy để có thể trả lời câu hỏi này. Vậy thì câu trả lời của Henry là, và các khách hàng của Henry ơi, mọi người có thể yên tâm là mình có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, nhưng phải theo thứ tự là giá trị tài khoản đóng thêm trước, sau đó sẽ đến giá trị tài khoản cơ bản. Và tối thiểu mình có thể rút đó chính là 2 triệu đồng. Và nếu như sau khi mình rút ra, giá trị tài khoản của mình nó thấp hơn số tiền bảo hiểm, thì lúc này công ty sẽ điều chỉnh số tiền bảo hiểm giảm tương ứng, nhưng mà sẽ không được phép thấp hơn số tiền bảo hiểm tối thiểu theo quy định của sản phẩm này. Và khách hàng được rút tối đa là 100% giá trị tài khoản đóng thêm và tối đa là 80% giá trị tài khoản cơ bản. Vì tài khoản khách hàng là đơn vị quỹ, chính vì vậy mà khách hàng cần phải đợi đến ngày định giá tiếp theo ngay sau khi yêu cầu rút tiền để công ty có thể thực hiện lệnh mua bán các đơn vị quỹ, sau đó sẽ chuyển thành tiền mặt cho khách hàng. Và hiện tại thì Henry thấy là vẫn còn rất nhiều những comment của tất cả các anh chị của chúng ta. Nhưng mà thời lượng hiện tại chắc là không cho phép Henry sẽ trả lời được hết tất cả những câu hỏi. Hãy chọn cho Henry một câu hỏi cuối cùng đi nào. Henry ơi, khách hàng muốn hỏi là khách hàng có hợp đồng IOV3 đã có hiệu lực rồi, ngoài phí đóng bảo hiểm cơ bản đã được đóng đủ, khách hàng muốn đóng phí đóng thêm, vậy tỷ lệ đầu tư của phí đóng thêm được xác định như thế nào nhỉ? Với câu hỏi này thì Henry xin được phép trả lời như sau. Và tỷ lệ đầu tư vào từng quỹ phải là con số chia hết cho năm. Và tổng tỷ lệ đầu tư phải là 100%. Tỷ lệ đầu tư của phí đóng thêm áp dụng giống như là tỷ lệ đầu tư của phí bảo hiểm cơ bản đang được áp dụng. Ôi, còn rất nhiều những câu hỏi khác đang chờ Henry trả lời. Nhưng mà hiện tại thì thời lượng phát sóng của chương trình không có nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cùng hẹn gặp lại nhau ở tập 3 của IATV IOV3 bước đến tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhau.